Dạ chào mọi người nha. Hôm nay là tối ngày 4 tháng 10 năm 2021. Mình xin cập nhật một số thông tin chính của tỉnh Vĩnh Long trong ngày nha mọi người. Kích hoạt khu cách ly tập trung tại trường chính trị Phạm Hùng. Vào ngày 3 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quyết định kích hoạt khu cách ly tập trung và thành lập ban điều hành các tổ chuyên môn phục vụ cơ sở cách ly tập trung tại trường chính trị Phạm Hùng. Địa chỉ là ở số 241 đường Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long. Khả năng tiếp nhận của khu cách ly là 500 người. Ban điều hành và các tổ chuyên môn phục vụ khu cách ly gồm 35 người giữ nhiệm vụ tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra theo các quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, bảo đảm các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống, cách ly, thu dung và điều trị người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế thấp nhất sự lây lan gây thiệt hại đến sức khỏe của nhân viên y tế, người bệnh tại khu cách ly và nhân dân trong cộng đồng. Tiếp theo là bản tin dịch bệnh COVID-19. Trong ngày 4 tháng 10 năm 2021, từ 7 giờ sáng là ghi nhận là 4 trường hợp nghi nhiễm mới. Trong đó 4 trường hợp là công nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về được cách ly tập trung tại khu cách ly. Là trường cao đẳng Vĩnh Long là cơ sở 2 là 3 trường hợp. Trung tâm công tác xã hội cơ sở 4 là 1 trường hợp. Tính đến 18 giờ thì ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi nhiễm. 3 trường hợp này là công nhân từ thành phố Hồ Chí Minh về được cách ly tập trung tại là trung tâm y tế huyện Long Hồ là 2 trường hợp. Trung tâm y tế huyện Tâm Bình là 1 trường hợp. Như vậy cộng dồn trong ngày là có 7 trường hợp nghi nhiễm nha mọi người. Trong ngày 4 tháng 10 năm 2021 thì Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành công văn về việc quản lý đội ngũ lái xe luồng xanh trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là có ý kiến như sau, là sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ đội ngũ lái xe luồng xanh trên địa bàn tỉnh, đồng thời là sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện các nội dung đã đề xuất tại công văn số 1632 ngày 27 tháng 9 năm 2021. Đối với địa bàn tiếp giáp là tỉnh Trà Vinh thì trong ngày 4 tháng 10 năm 2021 là ghi nhận 10 ca mắc, trong đó 8 trường hợp là về từ ngoài tỉnh. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 năm 2021 là tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận cách ly tập trung là 10.106 người từ ngoài tỉnh trở về. Hiện là không còn khả năng mở rộng cũng không thể tiếp nhận thêm các trường hợp cách ly. Đã có 15 ca dương tính là người ngoài tỉnh trở về. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Trà Vinh là khẳng định tình hình dịch COVID vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Cần có sự hợp tác của tất cả người dân trên tinh thần chủ động phòng ngừa, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe của chính mình, của người thân và bảo vệ sức khỏe cũng như sự an toàn của cả cộng đồng. Để lễ Sen Delta năm 2021 an toàn trong dịch bệnh, lễ Sen Delta mang nét đẹp của văn hóa cộng đồng để ăn sâu vào đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Ngày lễ truyền thống này thể hiện rõ bản sắc văn hóa tộc người, đồng thời cũng mang giá trị nhân văn sâu sắc. Theo quan niệm truyền thống của người Khmer, thì đây là dịp để con cháu cầu phước cho các đấng sinh thành, những người trong thân tộc quá cố, và đồng thời còn thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, cha mẹ còn sống. Bên cạnh đó còn là tri ân tổ tiên, những vị tiền thân đã có công khai phá đất đai, phù hộ cho phum sóc được bình an thịnh vượng. Lễ Sen Delta diễn ra trong 3 ngày, là từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 âm lịch hàng năm, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10 năm 2021. Trong 3 ngày diễn ra lễ Sen Delta, nhiều lễ nghi tôn giáo, phong tục, tín ngưỡng dân gian được thực hiện tại gia đình và tại chùa, có sự tham gia của toàn cộng đồng người Khmer. Vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ một số thông tin chính trong ngày 4 tháng 10 năm 2021 để cho mọi người được biết. Thì bây giờ mình xin kết thúc video clip tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người ở một video tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người.